Lỗ. Xin chào anh em nhá. Hello mọi người nhá. Hôm nay thì mình có vũ khí DB1 gần hai kho. Tính ra ở đây là có 53 cây. 53 cây vũ khí DB1. Thì bây giờ thì giá của nguyên tố D11 đang là 12 13m 13m trên 20k nguyên tố. Thì hôm nay thì mình sẽ làm video về xay nguyên tố và so sánh việc mình bán nguyên tố và mình phi shop các vũ khí này thì giá của cái nào nó sẽ hơn nhá, giá của cái nào nó sẽ lời hơn. Rồi các anh em bắt đầu nhé, mình bây giờ bắt đầu xay này. Ok, mình sẽ xay các dòng đao trước. Xay một lúc mà đã chật cả kho rồi. Cái này là phải khả năng là phải đứng gần thành, là đứng gần chỗ shop này để tiện bán luôn những cái viên đá này. Bán những cái viên đá này là cũng có lời đấy. Ở đây là lúc đầu là 3.600, 3m6, 3m6 gôn nhé. Bây giờ tăng lên 4, 4m6 này được 1m. Cái đấy là số nhỏ. À, mình bắt đầu xay tiếp nha. Được viên may mắn. À đấy, nói với anh em, nếu mà mình xay ra mà được một viên may mắn thì giá của đá may mắn bây giờ đang là 2m một viên. Đá may mắn thì là 2m một viên. Mấy viên kiên cố, viên kiên cố này thì mình sẽ mix vào vũ khí để xay tiếp. Những vũ khí nào không có đá kiên cố thì mình sẽ mix vào. Nhiều anh em hỏi tại sao lại mix đá kiên cố vào trong khi xay, sao không để Omo mà xay? Thì cái này thì mình cũng xin nói rằng là mix đá kiên cố vào ấy, thì tỷ lệ ra may mắn của nó cao hơn ra viên đá may mắn này. Trước thì mình cũng đã thử rồi. Bây giờ mình tiếp tục nha. Các anh em nhớ nha, là mình xay 53 cái vũ khí, 53 vũ khí D11 Omo, 53 cây. Ừ, 53 cây này thì tính ra giá ở trong shop hoặc là giá mua ở thị trường thì đang là 4m một cây. Thì bằng 200 và 4, 212 212m nhá các anh em nhá.
bán ở thị trường ấy thì nó sẽ dao động trong khoảng 212m, 53 mà 53 nhân với giá mỗi cây này là 4m thì 50 x 4 bằng 2, 3 x 4, 3 x 4 12, 12 cộng với 20, à cộng với cả 200 thì bằng 5, 212. Đấy. Gôn, tính ra gôn thì là 212 nhé, tính trung bình như thế. Trung bình nha là 212 gold nếu mà bán 53 cây thì đi. Còn bây giờ mình sẽ xay nguyên tố này, xay nguyên tố này và mình sẽ bán nguyên tố để đi thì xem có lãi hơn không nhá. Xay cái này thì mình lại phải cần mua, mình cần mua đây, đây chính là đơn dược phân ly, mua đơn dược phân ly để xay nguyên tố này ra nữa. Đấy. Hết mua đơn dược phân ly à. Cái tiền mua cái đơn dược phân ly này thì chắc là bù trừ cho cái tiền mình bán mấy cái viên đá nó vừa ra đấy. Chắc là bù trừ, chắc không đáng là bao. Thì tí nữa các anh em xem tổng trừ đi mình sẽ tính toán ra. Ở đây lúc đầu là mình có 3M6 nhé, có 3M6 thôi. Giờ có những cây mình sẽ đập đá kiên cố và những cây homo này à, bắt đầu xay tiếp. Cũng nhiều phết rồi nha. Lại đầy kho. Mình sẽ cắt bớt nguyên tố đi. Đây là cây bao cộng 8 của mình nha. Xay cái này sướng phết. Chả biết tại sao xay là sướng à. Đập mới là chán. Còn phá thì dễ lắm, phá thì sướng lắm. Sẽ cất ở đây, tí nữa thì mình cũng sẽ tính cả cái tiền đá may mắn nữa nha các bạn nhé, các anh em nhé, mình sẽ tính cả cái tiền đá may mắn vào để rút ra kết luận là lời lãi như thế nào. Full kho à. Mình sẽ để tạm đá may mắn vào kho này. Cây này phi sốt thì sẽ dao động trong khoảng 200m đến 212m, có khi không được như thế đâu. Phi sốt thì chính là nó được 3m5 thôi,
3M5 một cây. Còn treo xốp và thành thì treo vào khoảng 4M, 3M5 đến 4M. Đấy là mình tính với cái giá cao. Giá cao để có thể được nhá. Xong rồi còn trừ hao đi. Thực ra là tính cái này mình chỉ tính chủ yếu là quan trọng xem có lời có lãi hay không thôi, chứ còn không cần biết là nó lời lãi bao nhiêu. Không quan trọng cái lời lãi của số là bao nhiêu, chỉ cần biết là nó lời hay lãi thôi, lời hay lỗ thôi. Say này rất thích. Kiên cố thì mình sẽ đập luôn vào cái vũ khí. Ở đây sẽ có vài cái vũ khí nó chưa có viên kiên cố. Đấy, cái này này. Xay cái này thì mình xay vũ khí dài. Vũ khí dài là gồm những vũ khí nào? Thì gồm có đại đao, bao và SP, thì được gọi là vũ khí dài. Xay những cái vũ khí này thì nguyên tố nó sẽ ra nhiều hơn, nó sẽ hình như là mình nhớ không nhầm thì là hơn 5.000 đấy, hơn 5.000 hay 6.000, 7.000 đấy, tổng tất cả. Còn vũ khí ngắn gồm có kiếm, và đao thì được gọi là vũ khí ngắn. Kiếm và đao đấy thì mình xay ra thì nó sẽ xấp xỉ khoảng 5.000 nguyên tố, cũng tùy thôi. Xui linh tinh, nó sẽ chỉ dao động trong cái khoảng đấy thôi, nó không dao động nhiều. Hôm nay thì mình sẽ xay thì chủ yếu là xay kiếm, đao và đại đao, là những cái dòng đấy là người ta ít dùng và có dùng nó cũng không được chuộng. Mọi người thì cũng chỉ dùng đa phần chủ yếu là SP và bao vì đam nó to. SP thì đam to, bao thì cơ động bắn xa. Đam cũng ok, nhất là bao bao mà để đi KS thì thôi rồi, đi KS bãi nào thì khóc thét bãi đấy. Có một PT mà đi KS bằng bao, một PT bao đi KS thì nhất luôn. Mình sẽ làm một video để anh em xem cái KS
vẽ ở trên bãi vỉa muối nó như thế nào nhé. Trên vỉa muối thì tình trạng KS nhau, KS ở đây lại nói KS, KS là như nào? KS là viết tắt của tiếng Anh. Tiếng Anh thì mình cũng ngu á, mình không biết. Tóm lại là KS, KS là mình đi tranh cướp bãi với người khác. Hai người cùng đánh một bãi thì được gọi là KS. Thế cho nó nhanh. Rồi, mình đã xay xong nguyên tố rồi. Bây giờ là mình sẽ đi tổng hợp lại. Tổng hợp lại nha. Mấy tấm lót này mình vứt lại. Tổng hợp thì về tổng hợp cả đá may mắn này nhé. Đá may mắn này nhiều phết đấy. Tính ra 2M một viên đấy. Giá trị cũng liên thành đấy. Ôi giời, nhiều nguyên tố quá. Cắt tạm mấy cái này vào đây. Ôi giời, chặt hết cả kho rồi. Đấy, mình mới xây có 53 cái vũ khí D11 nha. Mà nó đã phun chặt như thế này. Giờ mình sẽ đi sắp xếp lại. Trước không liên quan gì đến lần xay này. Vứt vào đây. Đấy, toàn bộ lần xay 53 cây vũ khí này. 53 cây vũ khí D11 này là đã tập hợp đầy đủ ở đây. Tự động sắp xếp. Nào đi sắp mệt quá. À đây có cái. Nào đi sắp tay này mệt quá. Liệu hôm nay là mình xay như này rồi sao có lãi hay là có lỗ? Nó thành lỗ nha các anh em nha. Rơi. Rơi điện thoại.
đẹp như này lâu đấy. Anh em chịu khó đợi tí nha, hôm nay là mình lại quên mình không không lốc bút vào nồi nước xong bây giờ đến gió. Lốc bút thì nó sẽ tự động sắp xếp cho mình luôn. Mình sẽ không phải tỉ mẩn như thế này. Cây mà xay ra được như này thì cũng gọi là nhiều đấy chứ nhỉ. Liệu có kiếm được hơn 200 m với giá thị trường này. Đất này nữa rồi, các anh em đợi một chút nha, mình sẽ thống kê lại cho các anh em. 53 cây vũ khí D11. Xay thì nó sẽ được bao nhiêu nguyên tố? Ok rồi. Bây giờ nha, mình sẽ tính ra theo cặp. Mình sẽ tính theo cặp nhé. Tính theo cặp 20.000. 20.000 ca nguyên tố, gồm nguyên tố nước này, gió này, lửa này, đất. Như này là một cặp là 20.000. Mình cứ tính như thế nha. Cứ nước, gió, lửa, đất. 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 Ok, đây là đây rồi. Tiếp tục đến đây. Nước, gió, lửa, đất. Nước, gió, lửa. Đây là mình đang tính theo số chẵn nhá. Có nghĩa là tính chẵn ra là bao nhiêu, tổng tất cả là bao nhiêu ca nguyên tố.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ cộng vào này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đây là chẵn nha. 12k nguyên tố. 12 nhân 20 là 240k. 240k. Bây giờ là cứ 20k nguyên tố thì là 12m. 12m. Ở đây có 12 cặp. 12 cặp nguyên tố thì mới nhân với 12m. 144. Và bây giờ mình sẽ tính đá may mắn. Đá may mắn nhá. Thì ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 viên đá may mắn. Với giá thị trường dao động tầm 2m trên một viên. 2m trên một viên. Thì mình sẽ 40m. 40m cộng với giá của cái nguyên tố vừa nãy mình tính ra là 144 là bằng 184. 184 này cộng mấy cả ở đây nha. Cộng mấy cả số m lẻ này thì vừa nãy là 3 3m6, bây giờ lên 10m thì cộng mấy cả 7m thì sẽ được, cứ cho là 7m đi, thì sẽ được là 191. 191 làm tròn đi, làm tròn này 190m. 190m mà với cái giá lúc đầu thì mình tính là bán cái vũ khí kia đi với giá 4m. 4m ấy thì hiện tại bây giờ là mình đang âm, đang lỗ nha mọi người. Lỗ xem nào. Giá bán đi 212 thì mình đang lỗ 10m. 10m đấy, đấy là bán với giá 4m. Còn nếu mà mình phi shop thì giá nó còn lỗ nữa. Nên kết luận một điều là khi chúng ta xay nguyên tố với giá 4m, nguyên xay vũ khí D11 khi mà chúng ta mua với giá 4m trên một cây thì chúng ta sẽ bị lỗ. 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 Xin chào và hẹn gặp lại các anh em nha.